quân hãy dập cổ Thịnh Thiên vào ngục tới, để đảng thác ngày mãi đưa Thiên Kiều về móng cổ. Không, em không về, em không về móng cổ. À các Thiên Kiều, nếu em không về móng cổ thì tên mã phu này sẽ chịu một thực hình kinh khiếp nhất. Cố Thanh nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu thơ nên về lại với quê. Tôi không còn lại gì tất cả, tôi chiến bại rồi đành chịu bó tay thôi. Người đi đưa ta trời lên cao, em hãy lo thu xếp lên đường. Mai một đây khi cần chiến tàn, anh sẽ về bên em. Và sẽ mang quà về tặng cho em, đường quan trang còn xa xăm nhiều vời, giữa tổ chức đang đi dỗ tiểu thơ đang lại nơi này, ôi ngập ngùi sao ngủ, lại tìm Kiều, tại sao em khóc? Không biết nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, nhưng người ấy là ai? Tại sao em khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh chưa xa, yêu nhau là có tội phải không anh? Không,
yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chị muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn như đánh mất một cái gì yêu.